Hello, 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 xin chào mọi người. Hôm nay mình muốn review cho mọi người một lô đất tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh nhé mọi người. Đây, lô đất đằng sau lưng mình đây. Với tiềm năng lô đất này, lô đất rất vuông vắn, rất là đẹp nhé mọi người. Đường từ hiện trạng rất là rộng. Đây, mình muốn chia sẻ lô đất cho mọi người xem nhé. Đây là lô đất trước mặt mình đây. Với tổng diện tích lô đất này là 658 m². Đây tính từ cái ranh này. Có cái ranh này mọi người. Đây cái ranh. Cái ranh nhỏ đây. Tôi kéo dài qua kia hết có cái ranh nữa. Với chiều ngang lô đất này tổng cộng là 19 m². 19 m. 19,3 m với chiều ngang vậy mọi người. Này. Tổng diện tích là 658 m². Này. Nhưng gia chủ lại tách hai sổ, một sổ là 367 m² và một sổ là 291 m². Với sổ 367 m², chiều ngang có chiều ngang là 10 m, được tặng một ngôi nhà cấp 4. Đây. Và cái sổ này thì có để có 100 m thổ nha mọi người. Còn cách 10 m đi ngang qua thì đầu tới lô thứ hai. Đó là lô 291 m². Với chiều ngang đây, chiều ngang tính từ cái ranh này 9,3 m đi ngang qua nhé mọi người. Đây, lô đất thì rất là vuông vắn, rất là đẹp. Đường hiện trạng bây giờ là đường 10 m, được quy hoạch lên là 20 m. Này, từ vị trí lô đất đi ra hương lộ 39 rất là gần nhé mọi người. Chỉ trong vòng bán kính là 500 m, anh chị có thể ra được hương lộ 39. Này, hương lộ 39 kìa. Còn từ vị trí lô đất này cách thành phố Nha Trang chỉ bán kính là 14 km thôi nha anh chị. Lô đất này rất phù hợp cho để làm nhà vườn vì đã có 150 m² nếu anh chị mua hai quyển, nếu anh chị mua gộp chung hai lô đất thì trong tầm phân khúc là 3 tỷ. Vị trí là một lô đất, vị trí là 1 m² cho lô đất hiện tại ở Suối Tiên này là 4.600.000 cho 1 m² nhé anh chị. Để với giá như vậy mà anh chị sở hữu một con đường này, đường thì đường rộng ô tô, xe thì ô tô đi Vivo, xe tăng vào tận răng nhé anh chị, rất là đẹp. Đây cái ranh kéo từ cái ranh kia qua cái ranh này. Đó, anh chị có thể mua gộp 2 miếng nè, anh chị có thể mua 1 miếng nè, đó là tùy vào tài chính của mỗi anh chị ạ. Này, nếu mà mua cái lô bên 367 m² thì anh chị được tặng một ngôi nhà. Đây, nhà cấp 4 miễn phí. Còn đây, có cái ranh rất là kỹ càng rồi anh chị ạ. À, tiềm năng lô đất này rất là phù hợp để làm nhà vườn, nghỉ dưỡng. Dân cư thì hiền hòa, đông đúc. Đây, anh chị nhìn xung quanh thấy không? Xe thì chạy Vivo rồi. Dân cư thì rất là nhiều nhà mái thái, biệt thự xây dựng xung quanh ạ. Xung quanh thì đã có những cái vườn cây ăn trái nên rất phù hợp cho xây để anh chị làm farm ạ, nghỉ dưỡng vào cuối tuần cùng gia đình bạn bè. Đây thì bên cạnh ngôi nhà đây thì cũng đã có một cái nhà kiên cố đang xây dựng nè, điện nước thì đầy đủ. Lô này lô sạch nhé mọi người. Lý do lô sạch, cái ranh cuối cùng của mình chính là cái cột điện, nên vị trí lô đất này, thế đất này rất là đẹp, rất là vuông vắn. Trong tầm phân khúc 4.6 tại xã Suối Tiên như vậy á, thì anh chị có thể, nói chung là phân khúc này giá này cũng ổn, cũng ổn để anh chị có thể mua đầu tư nè. Về Nha Trang thì trong vòng bán kính 14 cây số thì nó cũng gần thôi anh chị ạ. Đây là nhà gia chủ hiện tại đang ở nên em cũng tiện vào được. Đây, có nhà cấp 4. Nhà cấp 4 nằm trên diện tích là 367 m² nhé mọi người. Thì cứ tính ra một, nếu anh chị mua 2 miếng gộp lại là tổng tiền là 3.026 tỷ. Có bất lọc nhé mọi người. Đường thì đường rộng 10 m, quy hoạch lên 20 m. Nên tiềm năng tăng giá của đất Suối Tiên rất cao vì có trục cao tốc Bắc Nam đi ngang qua ạ. Dân cư thì hiền hòa, đường thì thoáng mát. Đây, rất đẹp. Hôm nay mình muốn review cho mọi người một lô đất rất là tâm huyết, đường thì rộng ô tô. Thôi, bây giờ em xin cảm ơn mọi người đã xem video của em nhé. Bây giờ em sẽ quay từ vị trí lô đất ra hương lộ 39
để mọi người dễ hình dung hơn về lô đất này. Em xin cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, em là Chicken. Thank you, thank you, thank you.